Trong 3 ngày 27, 28 và 30 tháng 10, đoàn từ thiện Chùa Thiên Trúc, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương và Chùa Phước Quang, xã Phú Hội, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai đã đến thăm và trao quà đến bà con vùng bị ảnh hưởng bão lụt trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Đoàn do Ni Sư Thích Nữ Như Định, trụ trì Chùa Thiên Trúc và Sư Cô Thích Nữ Huệ Hậu, trụ trì Chùa Phước Quang làm trưởng đoàn, cùng đi với đoàn có quý Phật tử Mạnh Thường Quân. Đoàn đã trao 200 phần quà tại chùa Hội Khánh, xã Đại Sơn, huyện Đại Lộc, 100 phần quà tại chùa An Thái, xã Bình An, huyện Thăng Bình, 200 phần quà tại chùa Bình Quang, xã Bình Trung, huyện Thăng Bình, 200 phần quà cho người dân và 200 phần quà cho trẻ em tại chùa Trà Dương, xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My. Mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng, gồm mì gói, chăn mền, nhu yếu phẩm và phong bì tiền mặt. Ngoài ra, đoàn còn đến thăm các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, có nhà bị tốc mái hoàn toàn do cơn bão số 9 gây ra tại xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ, thăm các nạn nhân vụ sạt lở vùi lấp ở xã Trà Leng và xã Trà Vân, hiện đang điều trị tại bệnh viện huyện Bắc Trà My. Tại mỗi điểm trao tặng quà, đại diện đoàn đã thăm hỏi, chúc sức khỏe và động viên bà con cố gắng vượt qua nỗi đau mất mát hiện tại, nhanh chóng khắc phục hậu quả sau bão và ổn định cuộc sống. Được biết, tổng giá trị các phần quà được trao tặng là hơn 300 triệu đồng do quý Phật tử Mạnh Thường Quân chùa Thiên Trúc và chùa Phước Quang đóng góp.